mai rừng nha, hay còn gọi là thằn ngạnh đỏ ngọn. Mã số là 745. Mã số 745. Mã số 745 nha. Phôi này có hoàn gốc nha. Phôi này có cái hoàn gốc. Giáo quỷ. Phôi này có cái hoàn gốc là 78. Hoàn gốc 78 nha. Hoàn gốc 78. Cây cao đến đầu thân chính là 42. Bầu ươm là 43. 43 nhân cho 33. Phôi này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship. Thằn ngạnh đỏ ngọn hay còn gọi là cây bạch mai rừng nha. Còn một chủng loại nữa là hồng mai rừng, loại này là bạch mai rừng. Dạ ok anh. Rồi mã số 745 nha, 745. 600k bao ship cho cây bạch mai rừng này luôn nha, phôi bạch mai rừng này luôn. Đó, cây này đế đẹp này đó nha. Đó, cây này dán này là dán kêu là dán sông phụ. Cái này là anh em nè. Đó, còn đẹp. Không thì ông này là ông chồng ông này là ông bồ nhí. Dạ em chào anh Ngọc Dân nha. Dạ chào cả nhà. Dạ rồi, em rất cảm ơn anh nha. Rồi, mã số 745 nha. 600k bao ship, Renewable xin qua cái này luôn.